Xin chào cả nhà, hôm nay thì mình chia sẻ với cả nhà một cái video là ông ngoại với bà ngoại lần đầu tiên là cào vé số ở Mỹ nha. Thì sau khi ăn tối thì cả nhà mình lấy vé số ra cào. Hôm nay là mình đi chợ, mình có mua mấy tờ vé số về để cho ông bà ngoại thử vận may, thử coi có trúng số cào không nha mọi người. Tới giờ cào vé số rồi cả nhà ơi, đây cào vé số cào của Mỹ nha. Vé số đây là vé số không biết bao nhiêu tiền, cái đó như 2 đồng một tờ, cái này cũng là 2 đồng một tờ, cái này cũng 2 đồng một tờ, có cái này là 5 đồng nè, hai cái này là 5 đồng, cái này là trúng được 400 ngàn, có cơ hội chiếm được 100 ngàn, còn cái này là 400 ngàn, còn cái này là 2 đồng, 2 đồng là trúng khoảng 30 ngàn, có cơ hội trúng được 30 ngàn đô. Rồi để coi cái tấm thứ nhất coi có trúng không. Đây là chúc bạn may mắn lần sau. No win. I'll scan to make sure. Rồi. Cái chơi ta tấm đầu tiên là không có trúng được gì luôn. Xin gọi là cái gì sao? Chúc bạn may mắn lần sau. Good luck to next time. Rồi, tới ba kèo, ông kêu ba cào đi. Đó, ba cào đi, ba cào hết mấy cái con số đó ra coi có số nào nó giống số nào không. Đó, tới ông ngoại cào cái số. Cào, cào mấy con số đen đó ba. Đó, xong bắt đầu ba cào cái. Yeah, với lại hai cái số cái bên nữa đó, hai cái chữ cái S á, dạ đó là số trúng á. Ba coi mấy cái con số ba cào ra có cái số nào trúng nó giống như hai cái số đó không? Số gì cào trước cái đó ra đi, xong có ba cào cả hai số cái bên. Coi ngoại có viên trúng số không? Wa. Ông ngoại là lần đầu tiên cài vé số Mỹ phải không? Lần đầu tiên. Ông ngoại là trúng số Việt Nam là trúng lai rai trúng hoài ở nhà. Mà bây giờ cái này số Mỹ coi chừng là cũng trúng nữa luôn á. Được cái chào hai này phải không? Dạ. Ba chào hai cái số cái bên đi, ba coi cái số nào giống số đó không? Chào hai số cái bên là coi nó số mấy, là ba coi là cái giải bên kia có cái nào nó trúng nó giống không? Trúng một số thôi hả? Này không có 16, 20. Không có nào xung trúng hả? Rồi, chúc bạn may mắn lần sau luôn. Tell him to scratch off that. Ba cạo cạo cái này luôn đi để cho ông scan. Ba cạo cái này nè, cạo này ra luôn đi, ông scan một lần nữa đó, double check. Cái gì đó? Cái đó ông scan á, ông scan coi chính xác không á, ông kiểm tra thêm lần nữa. Cái số đó là scan lên là trúng hay không là cho nó hiện lên. Nhưng muốn chắc ăn ông kiểm tra. We just do that. Rồi kiểm tra lại double check một lần nữa. Quá. Rồi. Chúc bạn may mắn lần sau. Rồi, tiếp theo. Không có số nào. Dạ, không có tiếp theo. Chúng một giải rồi sao ta? Tiếp theo. Chúng một giải hả? Khó chúng giải lắm ơi, một số hoặc hai số. It's okay, mom this one, you this one, dad this one, or either one. What the different? Super cash. What the different? I don't know. Just a holiday game. This looks like a holiday game. Mình cảm thấy được mình coi thử mình không. Số 10, mình cảm thấy được. Nè, cho mẹ ăn tàu. Số 3 có rồi, số 3. Có phải không? Có là cái bao nhiêu tiền? Số 3 chúng bao nhiêu tiền? Có một tiết kịch rồi phải không? Rồi một cái tờ giấy số khác rồi. Hả? Tiết kịch. Và chúng được một tờ giấy số khác. Nhà bác cạo hàng bên kia đi coi cái nào nó không? Có chúng nào nó không? Có mới được. Rồi chúng được một tờ giấy số rồi đó. Một tờ giấy số 2 đồng, một tờ khác. Thế mà có chúng là có cơ hội chúng lần nữa, chúng nữa. Rồi, ngoài có được một tờ giấy số tiếp theo. Có được một tờ giấy số à? Tiết kịch. Okay. Rồi, ba cào cái số dưới luôn. Xong mà giữ cái nó lại đi đổi tờ giấy số khác. Đó,
giờ mình có cơ hội mình trúng nữa. Miễn có trúng là được rồi. Đó. Giờ trúng được 2 đồng á. Ok, scan this one. Yeah. Ticket. Oh. Yeah. Another ticket. Right. $2 free scratcher. Một là ba có thể đổi được 2 đồng, hai là ba lấy một cái thẻ, một cái vé số khác. Mày lấy vé số khác, mày đâu có mua đâu. Mày đâu có mua. Bữa nào đổi. Rồi, Diêu. Okay. Anh đá, cái này ba với ổng, cái này bự rồi nha. Cơ hội chúng được 400 ngàn đó. 400 ngàn đó. Còn bên này 100 ngàn nè. Đó. Mày cạo, cũng cạo đây luôn hả? Dạ, yeah. Đó, bà cạo mấy cái số đó ra. À, cái này là nhiều à. I'll wait for you. Chờ cho ba đi trước á. Cho ba trúng trước á. Bên này cạo số nào? Số số. Cái số là số giò dưới này hả? Như số, số giò bên hình như, không biết bên nào. Quay ở đây hình như bên này nè. Yeah. Con coi đi, con coi coi. Where is the number win, honey? Here. I guess this is winning, right. Yeah, winning number. Nè, đây, cái số bên hông này nè, là number. Yeah. 12, 8, 9. Thế là số trúng á, bà coi có số nào giống số đó không? Giờ hồi hộp nha. Giờ số số bắt đầu. Giờ số bắt đầu. Giờ số số bắt đầu. Coi ngoài có may mắn trúng cái số Mỹ không? Trời ơi, 13, số 12 thôi. Số 13. Số 1, số 10. Ông ngoại cào cào vậy móc đi quay về qua hả? Ủa có đâu có bắt số giấy số cào không đi mua chơi cào. Trời ơi, mình lên 29 mà mình số 28. Còn nhiều số mà, từ từ. 26. Ô, 19, không có luôn. Số 1, không có luôn. Bà ngoại chuẩn bị lại ngờ cào đi ngoại. 14. Đó, để con ngoại có may mắn không? Xém số không? Xém trúng không ta? 21 phần 2 là sao? Xém ăn ủi vậy? À, 29. Nó ra 28 ra 29 nè. 22, 21. 17, không có được. Rồi, hai con số cuối cùng. Số 3 có được. Rồi, hết. Rồi, con coi cào. Where is the... Should be at the bottom. Ở dưới ba cào cái gì? Chỗ cái chữ á. Chỗ cái chữ đó, ba cào cái đó thử coi. Đúng rồi, để cho ông scan. Quá. Rồi, your turn. Scan. Chúc bạn may mắn lần sau. Đó là nỗi buồn. Đó là nỗi buồn. Đó là nỗi buồn. I don't know. It's another one. What? Right. I don't know. Ba gào thử coi nó có cái gì bên cạnh không. Chừng có số bên đó không. Cái đó gì? Cái đó là gì đó, cào thử coi nó ra nó là gì chứ. Không coi nó là gì. What is that, honey? Multiplier. If you win, it multiplies it. We'll check it. Chúc bạn may mắn lần sau. Rồi, còn cơ hội $100,000 đó. Đây cũng là $200,000. Yeah, 100,000. This one? Yeah. Yeah, that's 400,000. Yeah. Go ahead. Let me see the pin. Help. Good luck. Ông ngoại trúng được có 2 đồng tại với số kia.
Must be right here. 18. I got a good one. I'm gonna have that. 1. 21. I'm gonna have to move that. Here's 2. Đây là tờ giấy số cuối cùng. Phía đầu tờ cuối cùng chúng sao? Ủa quên, cái tờ cuối cùng của bà ngoại kìa. Từ từ, để ông trà xong thì tới bà ngoại. Không chừng bà ngoại may mắn hơn sao? Bày đặt chơi đỏ đen cái số nữa. Lâu lâu cào cào chơi cho vui vậy mà. Cái gì mà ổng cào tá lã bên hết trơn vậy, không có thứ tự gì hết trơn vậy. Mình đi chợ nó bán mình mua hả? Dạ. À hồi qua nó có không? Không, hồi qua không có cái số. Quá 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 quá. Quá. Buồn quá. Mất mười mấy đồng. Này cào sao? Từ từ. Quá. Này, mom turn. À, chúc bà ngoại may mắn nha. Ông nói đi lên tàu rồi, chơi casino kìa. Đó, bà ngoại, ông ngoại chỉ cho bà ngoại cào đi. À, coi chừng bà ngoại trúng số nha. Giờ cần con gì? Coi cái số nào mà có cái số hai số đó không? Số 18, 15 là ok đó. Coi cái nào có 18, 15 dạ, có nào có 18, 15 thì sẽ có, ok. Rồi, quyết định vậy đi. Số 7, một con số 7. Số 7, một con số 7. Số 4, một con số 4. Mẹ sẽ là người chiến thắng kỳ diệu. Mẹ sẽ là người chiến thắng kỳ diệu. Số 9, không có luôn, có nhỏ cọc gì. 14 kìa, phải không? 14 không? À, 14. 14, 15, 18 hả? À, 15, 18 hả? Ở đây là 15, 18 hả? 17, trời ơi. 17, 8. Ừ, à, còn 4 số đó ngoài. 17, 19 hả? Trời ơi. 19 đó là 18. 19 rồi 18 rồi. Quá. Xem trúng nó bao bọc hai con đó trời ơi, phải dễ trúng ở này hả? Cào luôn đi cho ông cái ông xem lại lần nữa. Double check. Rồi. Well, buy them, we win. You buy them, we don't win. I don't buy anymore. Trời cái này nó xém trúng. I don't buy anymore. Why? Because I buy never win. 19, 10, 17. Mua bao nhiêu tiền? Mười mấy đồng. Này 5 đồng. Lo mua chơi vậy. Mấy đồng. Lỗ bao nhiêu rồi? Trúng được lại cả 2 đồng. Nhưng mà 2 đồng đó nhiều khi có cơ hội trúng nữa sao? Là sao? Có như một tờ cũng được tờ mà với số khác. Đổi rồi tờ với khác. Rồi, chúc bạn may mắn lần sau luôn. Rồi, ngày số ngày hôm nay có mình ông ngoại trúng được tờ giấy số khác. Ngày mai đi chợ, bữa nào đi chợ đổi là tờ giấy số khác. Where is the win? Ở ngoài kia, ông bỏ ngoài kia rồi kìa. Đó, mấy cái này vô thùng rác. Đưa ông ngoại đổi đi, ông ngoại cũng thêm lắm, ảnh phải mua. Biết đâu đổi. Đưa nào đi chợ đổi. Đi có mấy hai này. Rồi, xong, kết thúc. Màn giờ số với số ở Mỹ. À, cho cả nhà coi. Ông ngoại bà ngoại lần đầu tiên cào với số Mỹ đúng không? Ừ. À, cho ông ngoại bà ngoại biết. Bữa hôm con đi về Việt Nam á, ông đưa cho con mấy tờ. Ông mua đem về nhà, bản cho bé Phương với Việt Nam đồ cào mà con quên luôn. Con phải đem người trở về bên này luôn. Không nhớ luôn. Đâu chúng đâu. Chật lất. Lâu ông đi chợ, ông mua vậy mà. Dạ, gom rác ra hết. Rồi, kết quả ngày hôm nay, sổ số, ông ngoại cào với số. À, anh xã mình rồi tới mẹ là bà ngoại cào với số xong thì chỉ có một mình ông ngoại là được trúng thôi. Ông ngoại là may mắn ngày hôm nay trúng lại được một tờ giấy số khác. Thì tờ giấy số khác thì mình cũng sẽ có cơ hội trúng số tiếp ha cả nhà. Nói chung là ba người cào ngày hôm nay có một mình là ba mình là lucky thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem cái video vui vui ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Các bạn thích video này thì cho mình một cái like nha. Rồi những ai chưa đăng ký thì cho mình một cái đăng ký subscribe nha cả nhà. Chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà.